Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Học Nét lại giới thiệu đến các bạn một cái mẫu đèn hào quang 1 mét. Đây là mẫu đèn hào quang 1 mét này, hiệu ứng sáng tỏa nhiều hiệu ứng này. Bây giờ mình cắm điện mình cho các bạn xem nhé. Đó. Về cái phần hiệu ứng này thì nó sẽ sáng tỏa và nét nhiều màu này, và mình có thể chỉnh tốc độ này. Đó. Có thể chỉnh tốc độ của đèn này. Đó. Đây mình chỉnh tốc độ đây. Đây. Các bạn nhé. Đây. Mình chỉnh tốc độ đây. Đó, chỉnh tốc độ nhanh chậm này. Tất cả các hiệu ứng này thì đều do bên mình tạo và nạp vào chương trình cho cái bộ vi xử lý này. Đó, nên là tất cả các hiệu ứng này bên mình có thể thay đổi được. Các bạn muốn làm hiệu ứng của đèn hào quang như nào thì các bạn có thể là khi đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với mình, thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể sử dụng cái hiệu ứng như này. Đấy. Các bạn có thể làm một chiếc đèn hào quang chạy hiệu ứng như này. Đây là kích thước là 1 mét này. Các bạn có thể làm 80, 90 hoặc là 70. Đó. Đó. Thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp mình thì để bên mình tư vấn thêm cho các bạn nhé. Đấy. Về kích thước thì các bạn có thể làm 1 mét, 2 mét đều được. Các hiệu ứng đây thì bên mình đã lập trình sẵn rồi, đấy, tạo hiệu ứng sẵn rồi. Các bạn chỉ có thể chỉnh tốc độ nhanh chậm của cái đèn thôi. Đó. Cái này bên mình làm là độ phân giải nó tức là cái điểm nét này này nó khá là dày á, nên là khi lên hiệu ứng nó rất là đẹp. Đó, mình có thể chỉnh nhanh chỉnh chậm này. Đấy. Độ phân giải thì cái bảng này của mình là hơn 1.000 điểm ảnh, tức là hơn 1.000 bóng nét đấy. Nên là khi nhìn lên là nó rất là đẹp luôn. Điểm ảnh nó dày. Thì tất cả các hiệu ứng đèn hào quang của bên mình này thì như các bạn đã biết là bên mình sẽ làm và thi công theo yêu cầu. Thế nên là hiệu ứng thì các bạn có thể là yêu cầu là thêm hoặc bớt các hiệu ứng nào đó mà các bạn xem thấy các bạn thấy thích.
đó, các bạn cũng có thể báo bên mình nhé, đó, hoặc là giữ nguyên hiệu ứng như này, và hiệu ứng thì bên mình sẽ liên tục cập nhật bổ sung, thế nên là hiệu ứng nó sẽ là cập nhật thêm các hiệu ứng mới. Tất cả các đèn hào quang bên mình làm thì luôn là đặt ở tính an toàn của sản phẩm lên hàng đầu trước khi tới tay người tiêu dùng. Tất cả sản phẩm bên mình làm xong đều được test rất là kỹ đó. Để đảm bảo là khi mà hàng đến tay khách hàng là sẽ luôn trong trạng thái là hoạt động tốt nhất đó. Tất cả sản phẩm mình làm test thực tế như này đó, để đảm bảo đèn hoạt động tốt nhất đó. Độ sáng của đèn rất là tốt các bạn nhé. Đó, nguồn điện vào trong bảng này là điện một chiều, nguồn điện 5V và 12V thôi đấy, nên là rất là an toàn, chứ không đưa thẳng điện 220V vào trong này, vì đưa điện vào trong này nhiều khi nó bị sự cố gì đó là mình thay thế nó cũng rất thay thế nguồn nó cũng khó này, và ảnh hưởng đến an toàn trong này, trong quá trình sử dụng mà nó có bị hở điện thì đó là sẽ khi mình động vào đèn nó sẽ rất là nguy hiểm đó, tất cả nên là tất cả nguồn vào bên trong này thì bên mình đều cho điện áp là một chiều đó, đi vào đèn, nên là rất là an toàn cho cả mọi người khi sử dụng đó. Thì đèn thì có được thiết kế rất là mỏng, đó, rất là mỏng, các bạn nhìn này, đó, dày chưa đến 4 phân, đấy, nên là rất là dạ mỏng, đó. Phần nguồn vào đây, nguồn vào dây nguồn vào đây, đó. Thì bây giờ thì video của mình đã dài rồi, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn cũng như tất cả quý sư thầy đã tin tưởng đặt hàng tại hocnet.com. Thì đơn này thì mình cũng gửi vào Bình Dương đấy, từ Hà Nội gửi vào Bình Dương đấy, đơn 1m, đơn hào quang 1m đây. Thì nhưng mà bên mình vẫn ship hàng là toàn quốc đấy. Thì rất mong được nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã tin yêu và ủng hộ hocnet.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của hocnet.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và bỏ chút thời gian để theo dõi những video mình chia sẻ. Nếu như bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem nữa nhé. Cũng như bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Dưới đây là những video hữu ích khác mà Hocnet gợi ý dành cho bạn. Bạn hãy nhấn vào các hình vuông đang hiển thị để xem video. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hocnet.com.